Chắc là vào bắn cá tí cho nó sôi động anh em nhỉ. Ok, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm bắn cá đổi thưởng như thế nào. Nói chung bắn cá thì cũng khá là dễ thôi anh em. Mình cứ tập trung mình bắn những con cá to ấy. Cứ con những con bót và những con cá to thì mình cứ đè những con đó mình bắn thôi. Đấy, chứ đừng bắn con cá nhỏ. Bắn cá nhỏ là nhiều khi mẹ nó lâu nổ ấy. Lâu nổ anh em, rất là lâu nổ, nhưng mà khi mà thấy chưa, khi mà nó nổ thì nó không thể về vốn được con cá nhỏ ấy. Còn con cá to thì có thể là lâu lâu gặp những con mà ok mình hên thì bắn phát là nó nổ ngay đấy anh em ạ. Bắn phát là nó nổ ngay là mình có lãi liền. Còn có những con mà mình bắn lâu ấy thì nói chung là chung quy lại thì mình bắn một hồi thì nó cũng về vốn thôi, không lỗ bao nhiêu đâu. Đấy, cho nên là tôi chỉ bắn những con cá to thôi, cá nhỏ tôi không tham gia anh em ơi. Cá nhỏ bắn thêm mệt người, chả được cái gì. Quay 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 cái gì đấy, mày cái gì đấy, mãi sao mình vừa ăn được con cá chép mà ấy nhở. Ủa sao mình vừa ăn con cá chép mà không thấy nó lên 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 vốn nhở, hay là mình bắn hết rồi cũng không để ý lắm anh em ơi. Nãy giờ chỉ để ý cái cá thôi, không để ý cái tiền lắm. Vãi, thằng kia nó còn cướp của mình nữa kìa, độc ác nhở. Thanh niên này cũng khá là hên này, nãy giờ thấy bắn cũng khá là hên này, cũng chỉ bắn cá to thôi cũng được. Bắn nó phải tập trung bắn cá to nha mà, đừng bắn cá nhỏ. Cá nhỏ chỉ tổ mẹ tốn đạn thôi, không được cái gì đâu. Đây, thanh niên này bắn rồng này, thanh niên này bắn rồng này. Rồng thì hên xui lắm, rồng thì khi thì nó ra, khi thì nó nổ, khi thì nó không nổ anh em, rất là hên xui. Cho nên là tôi ít khi tôi bắn rồng lắm, thỉnh thoảng thì tôi có thể là theo cảm tính thôi, tôi bắn theo cảm tính thì tôi bắn rồng thôi, nhưng mà rất ít khi tôi bắn rồng. Đây, cá sấu ra này, mục tiêu lớn nhất của tôi đó là cá sấu anh em ạ, mục tiêu lớn nhất là cá sấu. Cứ cá sấu mà phang thôi, cá chép không nổ thôi. Để ba lên thêm thêm tí đi, cứ cá sấu mà phang anh em ạ. Cá sấu mẹ mày nó lâu nổ, nhưng mà khi mà nó nổ thì biết rồi, nghe phát biết nhạc gì luôn. Nhiều khi vào có những con cá sấu nha, nhiều khi vào bắn một hai phát là nó nổ anh em, ảo lắm. Cá sấu nó ảo lắm, nhìn nó mập mập thế này nhưng mà nó rất là ảo anh em ạ. Nhưng mà hôm nay sao mẹ đéo ảo rồi, thôi xong rồi, vẫn không nổ thôi, mẹ mày lỗ rồi. Đừng bảo mẹ nó bắn hai phát nó cướp của tôi nhá, đừng bảo là bắn hai phát cướp của tôi nhá. Thôi rồi, gãy rồi, mẹ mày nó có vầng quang sáng chói kìa. Xong rồi, tôi xong rồi anh em ơi. Đây, may quá, may quá, may quá, có con rồng nó gỡ lại cho, không thì cũng xong luôn. Chắc là phải đánh nhanh thắng gọn thôi anh em ơi, tầm này phải đánh nhanh thắng gọn thôi. Con nào mà mình bắn cảm giác không nổ được thì mình bỏ đi anh em, mình bắn con khác. Con nào cảm giác bắn mà không nổ ấy, mình bỏ đi, mình bắt con khác đi. Chứ đừng có dê 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 mãi một con, cứ theo mãi một con là rất là dễ thua. Đây, giống thanh niên này anh cũng lối chơi cũng khá là giống tôi này anh em, không theo một con nhiều. Con nào mà cảm giác mà không nổ được thì bỏ luôn. Mà em ấy nó vẫn cướp của mình kia, ảo nhờ. Sao sao mình không thấy nó bắn mà lác hay sao nhỉ? Mình không thấy nó bắn mà nó vẫn cướp được của mình. Ảo thật sự luôn này. Mẹ mày, tao cướp của mày. Mày cướp của tao, tao cướp lại của mày. Đấy, mày hòa nhá, hòa nhá thanh niên. Hòa nhá. Đấy anh em thấy chưa? Lãi 10 củ rồi. Con game bắn cá này thì mẹ em kiếm tiền rất là dễ anh em ạ. Mình mà may mắn một tí nữa là kiếm tiền rất là dễ luôn. Đấy, đừng có lan man qua màn này. Đấy, biết ngay mà. Không bắn liền, nhận định phát là trúng ngay luôn, trúng tim đen luôn này nha mọi trúng ngay quả tim đen luôn đấy. Lại thanh niên lại lan man này, thanh niên lại lan man này, thanh niên này lại lan man này nha mọi người. Cá nhỏ này đừng bắn anh em ạ, cái map này em đừng có bắn, đợi cá to ra mà bắn. Map này bắn cá nhỏ không được cái gì đâu, bắn thì thêm tốn đạn thôi, không có lãi đâu, mất thời gian lắm. Tôi không bắn cá nhỏ này rồi, anh em nào thích thì cứ bắn thôi, chứ tôi cái nhỏ này đối với tôi thì vứt. Nhanh nào, nhanh nào, lâu nhờ mẹ, lâu nhờ. Hôm nay mẹ xách 140 củ vào bắn cá, em nãy giờ mới lái được có bụng 10 củ thì làm được cái gì.
tầm này phải 20 củ trở lên chứ, 10 củ làm cái gì anh em, vốn to mà, vốn to thì phải lãi to chứ, vốn thế này mà lãi được 10 củ thì nhầm nhò gì. Tôi bình thường vốn 30 40 củ tôi đã lãi 10 củ rồi, tôi đã lãi 10 củ rồi. Nãy bị thanh niên này cướp mấy con cay quá, không thì giờ chắc cũng phải lãi khoảng 20 30 củ rồi. Và tôi bị dính một con cá sấu nữa, một con cá sấu là không nổ nữa. Thôi 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 xong rồi, mẹ mấy con cá này mặc áo giáp rồi, mấy con cá này mặc áo giáp rồi anh em ơi, không nổ đâu, đừng gắng làm gì. Nó đã không nổ thì ông bắn cả ngày nó cũng không nổ chứ, theo nó làm cái gì cho nó mệt. À chả vẫn nổ kìa, ngon, chúc mừng bạn thôi. Mẹ chắc là đẩy lên 100k mà bắn cho nó nhanh nhỉ. Ai ăn đây mẹ, sao nó ăn nhỉ, ảo ảo kiểu gì ấy, mẹ thằng này bắn nhỉ, ảo ảo kiểu gì ấy, rõ ràng nó đã quay đi rồi mà nó vẫn ăn con nó của mình, rất là ảo luôn. Xong rồi, con rồng này mà không ăn được là xong rồi. À, rồng ơi là rồng, đúng là rồng lộn luôn. Rồng ơi là rồng, rồng mà như thế thì chết tôi rồi. Rồng chơi kiểu này thì kỳ quá. Thôi 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 thôi, gặp đàn cá lạ rồi, gặp đàn cá lạ rồi. Ngoại em này, nãy mà nổ con rồng đó là ngon nhỉ, con rồng đó mà nổ mức 100k thì rất là ngon luôn. Đây rồi, thanh niên cá sấu xuất trận rồi, nãy không nổi bây giờ phải nổ này. Làm phát 20 củ xem, nãy không nổi bây giờ phải nổ nhá thanh niên, lại đi cướp mẹ mày con lợn này, bao nhiêu cá không chơi lại đi săn cá sấu với tôi để xem thằng nào ăn này. Rồng nữa này, mẹ mày bắn thấy không, bắn được là thoát ngay kìa, rất là khôn luôn, thanh niên này rất là khôn luôn anh em. À, thanh niên cá sấu này thế này thì ẩu rồi. Tiếp tục theo đuổi con rồng, tiếp tục theo đuổi con rồng, không nổ nữa thì xong luôn, kết thúc chương trình luôn. Mẹ nghe phát biết nhạc gì luôn anh em ạ, nghe phát biết nhạc gì luôn, ô bà nhà nó. Rồng ơi là rồng, mẹ mày lại phải đánh lâu nữa rồi, lại phải đánh lâu nữa rồi. Thanh niên này hết búa tiền rồi, ai bảo mẹ mày ăn là đi cướp của tao làm cái gì, tập trung mục tiêu của mình đi thì không chơi, mẹ em đi cướp làm cái gì đấy, lại đi cướp cho mày chơi đấy, bố mày không bắn nữa, mày thích thì tao nhường cho mày luôn, cướp làm cái gì, cá thì nhiều mẹ em cứ đi cướp làm cái gì, đéo hiểu. Thanh niên đầu đất, mẹ em mày thanh niên đầu đất, gãy nhỉ, gãy tưng bừng luôn, gãy tưng bừng luôn. Con rồng này chắc chắn là sẽ nổ này, nãy giờ không nổ rồi, ba con rồi không nổ rồi đấy, thấy chưa, mẹ mày ba con rồi không nổ rồi, con này phải nổ chứ, nhưng mà hơi ít, mẹ mày nổ được 13 củ làm cái gì, 13 củ làm cái gì, nãy giờ tôi đầu tư vào con rồng này chắc phải mẹ hai mấy củ rồi, hai mấy ba mấy củ rồi, nổ được 13 củ làm cái gì. À, cày đéo chịu được, đợi con cá sấu này đầy rồi, cá sấu này hai phát rồi không nổ nhỉ, mẹ phát này mà vẫn không nổ nữa thì từ nay không chơi với cá sấu nữa, từ nay tôi sẽ tạm biệt cá sấu luôn. Đúng là bot mẹ mới có một cái vầng quang sáng chói đi cạnh luôn, ảo nhờ, đúng là bot luôn, bự như con voi luôn, có một cái vầng quang sáng chói đi theo nó ngày nhau. Em lần này không nổ nữa thì thôi chứ, lần này mà không nổ nữa thì tao cũng chịu mày luôn đấy xấu ơi. Dài quá, dài quá, mấy thằng này dài quá. Ôi giời ơi luôn. À, bắn mãi không nổ. Lại tiếp tục theo đuổi con rồng. Đây rồi, đấy, là như thế chứ các em ơi. Làm sao mà có chuyện mà trốn trốn chui trốn lủi được, phải nổ mẹ, lần sau người ta mới bắn người ta mới bắt về chứ, mẹ bắn mãi không nổ thế thì bố thằng nào chơi cùng. Thanh niên này sắp hết tiền rồi, thanh niên này sắp hết tiền rồi, thanh niên ơi, thanh niên đi cướp này, cho mày hết tiền đi, cho mày hết tiền đi,
láo, cái tội láo với thầy, lại cá chép, lại đến cá chép. Bầy cá hôm nay rất là ảo luôn, bầy cá hôm nay rất rất là ảo luôn. Căng nhỉ, căng thật sự luôn đấy. Vẫn không đủ là sao nhỉ? Tiếp tục bắn rồng này, tiếp tục chiến con rồng này. Mẹ bắn thế mà vẫn không đủ, tôi cũng chịu luôn đấy. Thôi xong qua màn rồi, mẹ mày mất toi hơn củ, vãi đạn luôn. Thanh niên này hết tiền rồi, thanh niên này mẹ mày ra đảo rồi, chìm sâu dưới đáy biển rồi. Đây cái map này sẽ có hai con cá và sẽ có một con nổ nhanh, một con nổ chậm này nhá. Thì không biết là con nào nổ nhanh, con nào nổ chậm đây. Thôi được rồi, cứ bắn đại đi, chứ tầm này làm sao biết được. Đấy, hai thằng hai con, để xem con thằng nào nổ này. Ôi thành nên cái hết bốn là tiền rồi. Vẫn không chịu nổ. Mẹ mày, mấy con cá này đúng kiểu, trời ơi đất hỡi luôn. À, đấy mẹ mày nổ, phải nổ hai con lần vãi. Cứ nghĩ là không nổ nhưng mà cuối cùng nổ hai con một lần, ảo thật. Thôi thôi, có lẽ là tôi sẽ dừng lại tại đây thôi nha mọi người, có lẽ tôi sẽ dừng lại tại đây thôi chứ thế này thì chết. Ok nhé anh em, tôi sẽ dừng lại anh em nhá. Ok thì cái đường link tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em. Con game bắn cá này thì kiếm tiền thì cũng rất là dễ nhưng mà phải biết chơi một tí và phải biết dừng. Nãy mà tôi nghỉ sớm là tôi đã lãi 10 củ rồi nhưng mà tôi hơi tham anh em. Ok nhá, hy vọng là qua cái video của tôi thì anh em có thể là tìm được một con game bài đổi thưởng, một con game bắn cá như ý. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.